6 tuổi vẫn là độ tuổi mà phần lớn các đứa trẻ vẫn ăn chưa no, lo chưa tới, cần tới sự hỗ trợ của bố mẹ trong rất nhiều việc. Tuy nhiên, câu chuyện ngay sau đây sẽ chứng minh cho các bậc phụ huynh thấy, nếu biết cách dạy dỗ, căn dặn con kỹ càng, thì những đứa trẻ có thể tự mình làm được rất nhiều việc, ngay cả là việc cứu người. Một cô bé người Anh mới đây đã cứu được mạng sống của người mẹ bị bệnh động kinh của mình chỉ nhờ vào một cuộc điện thoại. Cảnh sát ở hạt Dubai của Anh vừa công bố file ghi âm cho thấy cuộc đối thoại giữa cô bé dũng cảm Lily Mae và nhân viên trực tổng đài cấp cứu. File ghi âm cho thấy cô bé rất bình tĩnh và cố gắng hết sức để mô tả tình trạng của mẹ cho nhân viên trực tổng đài Andrew Gavin. Khi được hỏi liệu mẹ còn thở không, Lily đã trả lời là em không biết vì em không thể lay mẹ dậy. Em còn cho biết là mẹ bị ngã rất mạnh và hiện đang co giật. Một lúc sau, nhân viên y tế có mặt kịp thời và tiến hành các thao tác sơ cứu khẩn cấp cho cô Portia David, mẹ của Lily. Sau một đêm lưu lại bệnh viện, mẹ của em bé đã bình phục hoàn toàn. Trước đó thì Lily Mae, 6 tuổi, đã bấm gọi số khẩn cấp 999 khi phát hiện mẹ mình ngã xuống nền nhà. Được biết mẹ của Lily từng bị chẩn đoán là bị bệnh động kinh khi mới 9 tuổi. Nhờ sự bình tĩnh nhanh trí của mình, cô bé Lily không chỉ cứu được tính mạng của mẹ mình mà còn được dịch vụ cứu thương Hàn Dubai trao giải thưởng dũng cảm. Nhân viên trực tổng đài cho biết sự dũng cảm của em lớn hơn nhiều lần so với tuổi của em. Thậm chí sự bình tĩnh và nhanh trí của em còn hơn phần lớn người trưởng thành khác trong những tình huống tương tự. Tuy nhiên, để có một cô bé Lily dũng cảm và bình tĩnh này, mẹ em đã phải dặn dò con gái từ trước đó rất lâu. Cô Portia cho biết mang trong mình bệnh động kinh đồng nghĩa với việc ở tình huống như ở trên chắc chắn sẽ xảy ra một lúc nào đó. Do đó, cô luôn nói với Lily chính xác những việc cần làm khi thấy mẹ bất tỉnh. Và ngay trong lần đầu tiên áp dụng những kiến thức mẹ dạy, Lily đã làm một cách vô cùng hoàn hảo. Vâng, và câu chuyện vừa rồi thì có khiến cho tôi nhớ đến câu chuyện có thật rất nổi tiếng ở Nhật Bản và hiện cũng đã xuất bản sách ở Việt Nam với tựa đề là Súp Miso của bé Hana. Câu chuyện kể về bé Hana, 5 tuổi, đã tự mình biết nấu ăn và tìm cách an ủi, động viên ông vượt qua nỗi mất mát lớn lao khi mẹ qua đời vì bệnh ung thư. Trong khi đó thì bố của Hana chìm trong đau khổ, chán trường. Hana hàng ngày vẫn nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc giống y như những gì mà mẹ cô vẫn làm khi còn sống. Một buổi sáng khi vô tình nhìn thấy đứa con 5 tuổi bé bỏng đứng trên ghế, cầm dao để thái cá, đậu phụ để nấu món súp miso mà ông yêu thích, thì người bố đã rất xúc động và ông lấy lại tinh thần, vượt qua cú sốc để trở lại làm việc và chăm sóc con. Sau đó thì ông bố mới biết là từ khi biết tin mình bị ung thư thì mẹ của Hana luôn trăn trở lo con gái lớn lên mà không biết chăm sóc bản thân. Do đó lúc sinh nhật 4 tuổi thì mẹ Hana đã tặng cô bé chiếc tạp dề và bắt đầu dạy Hana cách sử dụng dao và nấu ăn. Dù có lúc con khóc lóc hay là lóng ngóng khi cầm dao, khi sử dụng bếp ga, nhưng người mẹ vẫn rất kiên quyết uốn nắn con từng chút một. Và nhờ đó sau khi mẹ qua đời nhiều năm thì cô bé Hana không chỉ chăm lo được cho bản thân mà còn cả cho người bố của mình. Và câu chuyện cảm động về cô bé Hana cùng với phương pháp nuôi dạy con của người mẹ Nhật điển hình đã giúp các bậc cha mẹ hiểu rằng yêu thương con chính là dạy con tự lập từ lúc nhỏ, bắt đầu từ những việc đơn giản nhất.